tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh bác tô mình là bác tô đây anh em thấy gì không mở mắt hết ra rồi trời hơi dư âm của mấy ngày tết tôi mệt mỏi quá rồi thì không lẽ tôi để cái mặt này tôi ngồi tôi bình luận video thì chắc chắn là tôi tắt rồi đó thì uh, đó là lý do mấy ngày hôm nay mình ra video rất là ít nên là sau từ ngày hôm nay mình chắc mình sẽ cố gắng mình ra bù hai video ở đây là mình cố gắng mình không hứa nha hứa là không có được đâu hứa là không được cố gắng thôi á thì hôm nào đi cảm thấy khỏe thì mình sẽ làm mấy ngày hôm nay thì sáng dậy sáng nay tính dậy là làm sớm á nhưng mà người ta thì người ta dậy sớm để thành công còn bác tô dậy sớm là không làm ăn được gì nó dậy sớm là bắt đầu lại cứ Uh, thu farm này kia các kiểu chạy vô test game cái buồn ngủ quá cái nằm nằm võng tí coi youtube tí cái là xong rồi À, ngồi bật máy tính lên cái là đánh URF này kia trời ơi thôi được rồi. Thì uh, trở lại chủ đề chính của mình ngày hôm nay. Đây là mình uh, ngày hôm nay mình sẽ sử dụng những cái con hero 6 sao để mình đi uh, Infinity để mình đánh giá uh, chi tiết về những cái con hero 6 sao hiện tại. Rất tiếc là mình không có Kaido cho nên là mình không thể đánh giá được nhưng mà trong bốn con này là đủ đủ để đại diện là cho cái thế hệ nhà nhà Dragon Ball, Naruto thì hai con và One Piece là một con đó đây mình sẽ đánh giá cho anh em và tính là One bi có hai con có thêm cây đô vậy là được con được con bon có một mà rồi thì uh, bây giờ mình sẽ đi vô infinity lẽ ra thì mình đi tori đấy nhưng mà thực sự thì tori 15 quay thì không thể đặt hết được những con như này đặc biệt là những con mà có giá tiền cao như là nagato và râu trắng được rồi cái vấn đề mà chọn cái tori để đi thì rất là khó khăn bây giờ mình cũng không có thích đi cái tori nào hết à tori nào nhìn vô cũng chán giải thôi thì mình đi cái tori ủi lộn infinity đấy đây là cái cái map mà được ít người chơi nhất cho nên là mình sẽ đi cái cái map này thì nó dài rồi chơi nó lâu quái thưa cái map này thì bây giờ mình chỉ có nếu mà có mắt diều đen á thì gọi gì à, mắt diều hâu á mình đem theo á thì đánh theo cái đường thẳng thì nó ngon còn không có mắt diều hâu thì mình cảm thấy là không có phù hợp vô bao nhiêu con hết à. Chứ nói chung là chỉ có những con mà đánh theo đường thẳng như mắt diều hâu là nó hợp thôi được rồi thì uh, ban đầu thì uh, đặt uh, uh, con buôn ma ra để kiếm tiền thôi uh, tại vì cái map này rất là dài cho nên là mấy cái quay đầu thì chỉ có dài con Powerful nó chạy xuống cho ba được sáu con nữa thì mình thấy là sau khi mình đăng những cái clip mà về cách đép như thế này thì bây giờ có rất là nhiều bạn sử dụng cái cách đép này như thế này của mình đầu tiên do đặt kiếm 50 sau đó mình cứ nét đi để nhà vậy cuối game thì con quái nó bay vô nhà mình một phát cũng bể thôi cho nên là mình sử dụng cách như vậy được rồi thì nói sơ vậy thôi cho những cái bạn nào mà chưa biết còn cái đoạn này mình sẽ bỏ qua tại mình biết là không ai coi đâu à thì lát có dép á thì mình sẽ đặt râu trắng ra dép nha anh em tại lát mình cỡ nào mình cũng đủ bảy sáu trăm rưỡi đó ngày hoặc à, là riza bây giờ thì um, trở lại với cái trò chơi của mình hey, nâng con uh, râu trắng lên một tí để cho um, đánh được bao nãy thì mình không nâng để mình dành cho nó quay 12 mà nó mát Bulma luôn đấy dành cái tiền á uh, mà dành cho nó nâng cấp lên cái cái lần này mà lên một phát là một uh, nâng được cái con Bulma này lên một uh, update 2 đó, cho nó được nhiều nhiều tiền tí dù gì thì nhà mình cũng không có thể nào bể được rồi thì uh, đặt thì chắc là đầu tiên đặt con qua hero đánh quay bay đó thì uh, Risa rất là rẻ cho nên là cứ đặt bán cái gì cũng được anh em à nó cũng không có lỗ nhiều uh, chẳng hạn như anh em nó ở mình bán được thì gọi sao gọi lỗ tôi đặt con mắt nhiều hâu ra rồi tôi bán nó có bình thường à bậy rồi anh em cứ nhìn cái mức giá cao anh bán anh em bán nửa lỗ giá ở uh, mà một nửa đó là tiền rất là cao uh, cái yếu tố về giá bán thì phải được nhấn mạnh ở con Riza này đây là một con hero mà nó phải nói là cực kỳ rẻ và nó tiện dụng tiện dụng như thế nào trước đây mình có làm một video mình nói rồi um, Riza là một cái con tướng mà hoàn thiện nhất Thì có rất nhiều bạn mà chat binh lên chấm hỏi đó Ý là nói là quá tự phát hoàn thiện Đấy, Ý là anh em là không có tin những cái gì tôi nói Ý là anh em nói là con Riza này nó cùi bắp cái này kia Nhưng mà qua những cái video á hay là những cái video của mình hay là của một những người khác á, người ta dùng con uh, Riza đi những cái uh, trial rồi <laughs> gần đây nhất á là mình dùng Riza để đi cái Tory mới để đép đầu để để kiếm tiền như thế nào thì các bạn cũng đã biết rồi ha. Nếu như mà ai chưa xem video đó thì mình sẽ để cái video đó dưới phần mô tả video cũng như là bình luận để cho anh em dễ thấy ha. Trời ơi cứ muốn hò hoài nói chuyện không được rồi đó yếu tố nhiều mức giá là anh em có thể thấy nè à, nếu như mình đi uh, trail hoặc là đi um, uh, tory đấy thì anh em cũng biết là khi những con quái nó không giống như mvt này có những con Powerful nó xuống mà Powerful một cái là xong là nó có Powerful 2 hai thì những cái con đó nó yêu cầu mình phải update lên con tướng ít nhất là level 2 để đánh mà cái sự cái 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 giá tiền mà thăng cấp qua mỗi cái đợt á thì Riza rất là rẻ và nó chia ra được nhiều đợt update để tăng cấp sức mạnh kiểu như là trong cái Tori hay là Trial lúc đó mình ít tiền thì mình có bao nhiêu mình xài bấy nhiêu thì uh, những cái con mà mắc tiền chẳng hạn như là râu trắng chẳng hạn đây uh, râu trắng thì update một thì mình nâng tốn 500 nhưng mà tới update 2 đến power full là giá tới 1.000 thì nhìn về cái lượng đam anh em có thể thấy râu trắng á, là cái con có cái lượng đam rất là to chắc là review mình đem lên trên đây luôn Ha. Um, đây à, vừa đặt ra thì râu trắng là có 214 đam nếu như bạn kết hợp mình sử dụng cái này để mình đi to hay là một cái trai hồ gì đó anh em có thể thấy là với cái lượng đam này mình có thể đép được thoải mái dài quay khỏi cần phải nâng cấp nhưng mà đến một cái giai đoạn mà nó có powerful rồi thì anh em nâng cấp nè bây giờ đánh powerful một thì rẻ rồi không nói nhưng mà để nâng lên được đánh Powerful full 2 thì cái mức giá cực kỳ đắt đỏ ừ, trước đây có một con mà con 4 sao mà nó cũng thể hiện cái cái nhược bộc lộ cái nhược điểm này là nó rất mạnh nhưng mà để mà đếp Dori hay là trial thì cực kỳ khó chỉ là sau này mình kết hợp đó, đó chính là Mina anh em cũng biết là Mina nâng cấp lên update 1 là 990 hay 950 gì đó Rồi update cuối là update 2 là tới 1 ngàn mấy Thì như vậy là để mà đánh nó mạnh, đếp tốt nhưng mà đánh powerful thì không được thì nó tốn tiền nó tốn tiền nó sẽ ảnh hưởng đến mình việc mình nâng cấp Bulma đó anh em thấy thấy là râu trắng nè đó bây giờ nâng lên toàn tầm này thì râu trắng có thể đánh được AOE toàn phần đó mà đây là cái 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 mà mình đánh giá cực kỳ cao thì sau khi mà nâng lên như thế này nữa thì dam của râu trắng thì chắc chắn sẽ thua Minato nhưng cái chuyện thua này nó rất là khó để mà nói tại vì á khi mà con quái nó chạy qua chạy lại thì nhiều khi là à, khi mà con quái tiếp cận mình ví dụ như mình chỉnh lát đi thì nó sẽ bộc lộ những cái điểm yếu là khi một con quái trâu nó đi xuống thì nó đi xuống đây mà mình cần dồn đam để chết thì mình chỉnh lát không đem đi ngồi chỉnh hết một bầy một con chỉnh thì nó còn dễ nhiều con chỉnh mới bắt đầu khó thì mình để cho nó đánh lát như vậy á thì mình không dồn đam chết được con dưới nhiều khi nó thua chỉ vì có cái như vậy đó thì cái đánh cái aoe toàn phần này buộc thì nó phải giảm đam xuống nhưng mà nó sẽ có những cái lợi ích riêng của nó là khi mà đánh thì chắc chắn là phải trúng đó anh em rồi thì đây là râu trắng hôm nay mình sẽ tiếp tục là chuyển qua nagato nhỉ đúng không thì uh, nagato thì về cái dạng mà aoe bán phần cái dạng mà này thì gọi là aoe hình nón đấy thì uh, chứ không phải là aoe chữ v aoe chữ v là như minato nè đây thì mình sẽ đặt ở đây Nhưng mà dạo này cái chiếc khúc này thì quái nó xuống ít quá Đây sẵn rồi đây. đây nè còn uh, nói về con uh, uh, Con 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 uh, con Nagato này á Thì bản thân nó được nâng lên từ thằng bang Cho nên đó, là cái giai đoạn đầu nó đánh đơn mục tiêu Và sau khi nâng lên mát Thì nó đánh đẻ ra là con này lên cho đánh AOE toàn phần nhưng mà chắc có vẻ đó gì mà AOE toàn phần đánh quái bay thì như vậy nó quá mạnh cho nên là không thể làm được như vậy thì nó nó thành cái dạng là AOE hình nón thôi đây thì uh, nói về đi dép trong Tori thì uh, phải nói là con Nagato giai đoạn đầu nó dép khá là tốt cũng giống như là dâu trắng nhưng mà về sau cái trở ngại gặp ở nó đó chính là mức giá cũng quay trở lại về cái giá tiền. Uhm, chỉ có trừ khi mình đi Infinity thôi là mình không lo về giá tiền nhưng mà nói về đi Tori á thì 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 thì, thì, thì phải nói là tiền nó quan trọng lắm anh em để cần nâng cấp ma mà đó nâng cấp lên một lần giá rẻ mà cái này á, thì phải nói là đam to thì như vậy á, thì với tốc độ đánh là ba giây một lần anh em đặt ở cuối mà đép những cái con quái mà nó chạy qua á, cho dù trâu cỡ nào thì nó bắn cũng chết không trâu cỡ nào cũng chết đó vậy lượng đam nó to mà đúng không Uhm, đó nhiều con ao e chữ V mà tầm đánh ngắn không được như râu đen hay rô trắng này kia thì nhiều khi là chưa tốt bằng con Nagato này và trong cái Tori mới nhất trước đây mình cũng từng dùng Nagato để đép nhưng mà có khúc là về sau nó tốn tiền nó bộc lộ cái nhược điểm cho nên mình không nu 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 nuôi được nhiều Bulma chỉ có một cái ưu điểm duy nhất của con này là gì là đam to và đánh được quái bay à, sau khi nâng lên lần 3 Ừ, để mà bắt đầu đánh được quái bay á à, này đánh ao e chứ chưa phải là bay nữa hay là để, để, để coi mình nâng lên thử mình mới biết được đó đam cũng to nè nhưng mà vẫn là đánh đơn mục tiêu mình nghĩ đơn mục tiêu này chắc là phù hợp với những cái trai về sau cái, cái tori về sau á còn tori bây giờ thì mình nghĩ là quái nó chưa trâu đến độ này đấy nâng cấp lên tầm này là vẫn chưa có đánh được quái bay đó nhưng mà nó có bắt đầu nó có aoe rồi aoe này là aoe dạng chữ v và mình đặt chỗ này thì nó hơi bị uh, lỗ một tí không nhưng mà bản bản thân về cuối thì nó khác rồi đó với cái tốc độ đánh mà 5 giây một lần thì bắt đầu là đép là tốt rồi đúng không uh, nhưng mà nói về tầm đánh thì nó cũng không được cao với lại ô uh, lộn nói về cái mức giá thì anh bỏ ra là nó khá là cao rồi đúng không để chỉ đép ao e thì có nhất là nhiều con mà vừa ra và đánh ao e được luôn mà nó cũng cái tầm này và dam thì cái thời ở cái thời điểm này nè ở những cái trai ồ hay tori thì chưa có con nào mà quái nào mà trâu đến như vậy đâu nó trừ khi á, anh em đi tem thôi chứ đi đơn đi một mình thì nó không trâu đến vậy ha ấy thì nói xây đi xây lại thì chúng ta có râu trắng luôn không à, đặt ra thì dam to nè ao e cũng dạng chữ v đây mình nhắm chừng coi là ao e con nào bự hơn ha à, này là đây là 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 25 nè, đây coi râu trắng là 25 bằng nhau. Đó, nhưng mà râu trắng vừa đặt ra là đánh được AOE rồi và nâng cấp lên một phát là đam cũng khá là to. Đấy, thì khi mà nâng lên nữa, chúng ta tốn 2 000 nhưng mà vẫn chưa đánh được quái bay Thì như vậy chúng ta có nên suy nghĩ lại không? Là mình sử dụng con gì? Mình sử dụng Riza để mình đánh hay này kia, mình đặt những con quái bay khác Chứ tội những cái con mà hero đánh quái bay khác Chứ tội gì mà mình bỏ tiền ra để nâng cấp lên đến giai đoạn này để thành AOE hình nón và mình đánh được quái bay Nó rất là tốn kém anh em có thể thấy đúng không? Đó, tốn kém lắm Đó là chưa, đây là chưa mát đó sau khi nâng cấp lên ui trời ơi dấp lộn vô bán rồi đây thì à, nãy thì à, tới cái mức này đúng không à, mức này mức này luôn nè đó rồi nâng cấp lên một phát nữa là mát thì lúc này á thì cái ao e nó rộng hơn đây, dạng hình nón nè đó thì à, nó giống như là con bang ngày trước cũng có một cái là đưa đất lên nổ nhưng mà bây giờ thì cục đất này nổ là biết gây đam cho quái bay luôn đây là cái điểm hợp lý còn ngày xưa thì chẳng hợp lý tí nào cả cho nên là gì vì cái sự vô lý đó mà admin phải sửa lại đó anh em làm ra con nagato và bù đắp lại cho những cái ai mà sở hữu thằng bang yếu nhất như mình ngày xưa rồi về lượng đam rất là to nếu mà nói thì đây là cái con hero mà đánh gọi là hero mà đánh được quái bay có lượng đam to nhất nhưng mà trừ đi cắn lại thì có cái là aoe không được rộng 35 thôi nhưng một cái điểm cộng của con này mặc dù là giá cao nhưng mà điểm cộng đó là đây là con hero đánh bay và anh em có thể đặt được mọi nơi. có nghĩa là mình đặt được mọi nơi thì mình có thể tùy biến. còn như là những cái con đánh quái bay như là Riza nè, đó là mình phải có những cái chỗ quy định để mình đặt. nhiều lúc á là mình cần cái 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 góc hay là cái chỗ nào nó dính đam nhiều để tối ưu để đánh quái bay thì con những con mà thường đặt trên cái bàn á thì nó sẽ không có tận dụng được những cái địa hình giống như là con này, giống như là Nagato ha. rồi thì à, cuối cùng là mình mình đưa cái con Minato để review cuối cùng anh em biết tại sao không? tại vì à, đây là một cái con mà một lát anh em sẽ thấy cái điểm yếu của nó nhưng mà bây giờ chắc là phải review luôn thôi Đây, thí dụ như ở đây là mình có con Nagato à, được rồi thì à, phải nói là Nagato là một con mà có gì tốc độ đánh nhanh nè đam to nè giá rẻ nè rồi AoE nữa đặt ra AoE thì đó là tất cả những gì mà Na, uh, minato tất cả những gì mà minato có được chỉ có một cái là anh em biết gì không đó, có một cái là cái chỗ đặt nó sẽ hạn chế bởi vì AoE chữ v cho nên đó, là thí dụ như anh em đặt ở những cái góc như, như thế này đi ừ, thì để mà tận dụng được tối đa cái chỗ tận dụng được tối đa cái diện tích mà nó gây đam được á, thì không cao nếu như mà muốn tận dụng được á, thì mình sẽ chỉnh qua đánh lát nhưng mà như mình nói lúc ban đầu là nếu như những con quái mà nó chạy qua nếu mình không mình chỉnh đánh lát như thế này nè ở những cái con trâu bò nó chạy qua đây đi nhưng mà nó vẫn ôm nó đánh thằng trên đây thì những con ở dưới nó không dồn đam chết được nó chỉ vì mình muốn tận dụng tối ưu cái khúc đam này thôi nếu thì nó u nó đều có u và nhược điểm thôi nếu như mình không chỉnh lát thì nó có thể dồn đam được những con dưới tốt hơn còn á lại thêm một cái nhược điểm nữa là khi mà nếu mình không chỉnh lát á thì nó dồn đam tốt đúng không nhưng mà lúc đó à, bắt đầu là nó có một cái bộc lộ cái điểm yếu là như thế này à, bây giờ quái này nó không có giết chết hết được có nghĩa là ví dụ như con quái nó chạy vô tới đây thì nó bắt đầu nó đổi hướng đánh thì cái ao e của nó trúng không được nhiều cũng giống như trước đây á, mình hay nói về cái con mà mắc diều hâu là như vậy đó là nó không tận dụng được cái khả năng ao e đường thẳng của nó chỉ khi là mình chỉnh nhưng mà không chỉnh chỉnh với không chỉnh thì nó đều có một cái điểm yếu và trước đây qua nhiều video mình cũng có đã dẫn chứng rồi đó rồi thì chắc là xuống dưới đây mình đặt hết cái đội hình mình ra rồi mình sẽ đánh giá mình xếp hạng từng con tướng luôn cho anh em dễ ha đây thì bảng xếp hạng của mình thì là mình theo quan điểm cá nhân của mình thôi còn về ý kiến của anh em như thế nào thì lát anh em hãy đánh giá ha được rồi thì bây giờ là cũng quay 41 rồi, mình đặt xong hết những cái con hero của mình rồi. Thì bây giờ mình bắt đầu mình đánh giá thì bắt đầu á mình sẽ đặt theo một cái tiêu chí gọi là theo cái tiêu chí gọi là nó ngon nha. Đó chứ không phải là mình nói là 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 cái con nào mà đam to nhất. Đó theo cái tiêu chí là nó ngon, những con co, con hero ngon những cái gì bạn xếp hạng những con hero á là thuộc về xếp về cái độ ngon của nó Về độ tiện dụng, độ tốt của nó nha. Trong những con hero 6 sao này chứ không phải là nói về đam. Đó đam thì nó là một cái chuyện khác rồi. Để rồi thì uh, chắc là mình sẽ xếp vị trí thứ nhất. Thì uh, nếu mà nói về những cái con á mà trong bốn con ở đây thì mình phải dành cho con Riza là vị trí thứ nhất là chắc chắn. Thì tại sao? Đây là đam to nè, AOE thì rộng nè, tốc độ đánh là 7 giây một lần nha, tốc độ đánh chậm nhưng mà bù lại nó có một cái tầm đánh xa và AOE rộng thì nó đã bù lại hết được tất cả. Cái điểm ngon nhất ở Riza đó là mức giá rẻ. Anh em có thể thấy với mức giá là khoảng 4 ngàn rưỡi, ở 4 ngàn rưỡi 50 đúng không? 400 ngàn 450 hình như cộng lại là vậy á. Thì chúng ta đã có một cái... Um, um, một cái con bà Riza level mát mà lượng đam to như thế này á thì anh em có thể gọi là đi trial đi tory rất là cực dễ luôn Nó nói về Infinity á thì nó có rất là nhiều cách đi của mọi người nhưng mà nói về tory trial là cái cốt lõi là có rất là nhiều bạn là vẫn chưa vượt qua được là bởi vì anh em không có những cái con mà có nhiều anh em là cứ than thở là không có Riza không có con này con kia rồi thì đó là con Riza đó là con Riza xếp vị trí thứ nhất rồi thì uh, xếp vị trí thứ hai thì mình phải xếp cho con Nagato trong bốn con hero sáu sao này anh em biết tại sao không là bởi vì á cái con Nagato này là nó là một cái con mà hero đánh bay và từ khi nó có sự xuất hiện của những con hero mà đánh được quái bay mà đặt ở đâu cũng được cho nên á, là những con này nó phải thuộc dạng cái thuộc dạng là hàng hiếm mà hàng hiếm thì đương nhiên nó phải ngon rồi đúng không đó đam to đánh được quái bay mà mà đặt đâu cũng được như là ban đầu lúc nãy mình có nói rồi đó, những cái vị trí thuận lợi mà nó yêu tự nhiên nó đặt cái bàn nó đặt ở đâu đâu không à tự nhiên cái bây giờ thì nó lại con này thì mình đặt đâu cũng được đó đam to nữa nè rồi thì đó là xếp ở vị trí thứ hai chứ còn bù lại thì cái con này nó mắc và cái như mình đi nó thiệt với anh em là đi trai ồ đi to ri này kia ban đầu bỏ ra tiền cao lắm mới chơi được con này Ừ, nhưng mà cũng là nhờ tất cả là cũng là nhờ cái 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 cái, cái, cái một có cái điểm mà đặt đâu cũng được nên là nó bù lại được ha rồi xếp vị trí thứ ba thì à, xếp vị trí thứ ba thì mình sẽ đánh giá đó là mình sẽ cho là con minato à, minato là một con tướng mà gọi là có thể là khả năng dồn đam rất là to dồn đam rất là nhiều dồn đam cực kỳ là tốt luôn nhưng mà nó chỉ có tồn tại một cái điểm yếu duy nhất là theo dạng mà aoe hình chữ v này nó hẹp quá cho nên là khi mà gọi là khi nhiều lúc mình cần thiết dồn đam theo những cái kiểu khác thì nó bị hạn chế nhưng mà vẫn cho nó xếp vị trí thứ ba là bởi vì sao tầm đánh xa và đam to và tốc độ đánh là 3 giây một lần cái 3 giây này là một cái điểm mấu chốt rồi còn nói về râu trắng tại sao mình xếp hạng râu trắng ở vị trí cuối thì nói về Dam nếu mà Dam mà đi Infinity á, mình test rất là nhiều con hero rồi thì con râu trắng này phải nói là với cái lượng Dam này á, anh em đừng kinh thường thật ra đây là một con có những thuộc dạng là MVP về Dam anh em ạ à. nhưng mà sao nhưng mà cái điểm á, mà để cho mình không đánh giá tốt con râu trắng này á, là đầu tiên là mức giá đặt ra 60, ồ oh, 600 rưỡi Đó, với cái mức giá này á, thì nó phải thay đổi cái cách chơi cũng như cái chiến thuật, cái, cái cách đặt rất là rồm rà, phức phức tạp anh em thấy không Rồi thêm một cái nữa là như là lúc nãy mình nói rồi là bởi vì á, là 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 đánh á, thì cái đánh để đánh được powerful 2 thì anh em phải nâng phải nâng lên rồi tốn tới 1000 nữa mới đánh lên được update 2 đánh được powerful 2 thì đó lại là một điểm trừ. Còn nói về uh, đi uh, Infinity thì chắc là râu trắng thì là bét nhèn rồi. Ừ. rồi một cái điểm trừ cuối á là cái chiêu đó là chiêu kích hoạt chiêu kích hoạt này á, thì nó hơi khó sử dụng nhiều khi mình đi mình đi trial nha mình đi trial mình đi Tori thì ít tướng mình dễ dàng kiểm soát lắm nhưng mà mình đi infinity mình đi trai tay trai với tori nó ít tướng thì mình dễ kiểm soát đó còn như mình đi infinity thì thực sự thì rất là khó kiểm soát không thì nó có quá nhiều chiêu thức bấm cũng như là tướng mình đặt bao gồm là một chỗ để mình tận dụng búp đam đó, có thể là mình đi tem đi đồng đội này kia thì phải nói là rất là khó để mà triển khai. Rồi, còn nói về điểm cộng thì như mình đã nói ban đầu đây là MVP dam và điểm cộng thêm một cái nữa là nếu như mình biết cách tận dụng mình đặt râu trắng lên những cái hàng đầu nè. Đó thì mình sẽ có được cái sóng thần và sóng thần này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái lượng dam của bố già râu trắng. Thì nếu mình được búp mình búp dam lên á thì cái sóng thần dam nó sẽ to hơn. Đó rồi chiêu kích hoạt chiêu kích hoạt này là chiêu mà đánh được quái bay nhưng mà cũng chả bao nhiêu hết á chả là bao nhiêu tại vì tính là đam của bố già râu trắng cũng to rồi thay vì vậy thì bỏ đi cái chiêu kích hoạt mình đem vào mình cộng vào thành bốn ngàn rưỡi đam tôi cũng chịu thì là thì cái chiêu kích hoạt này nó khó xài quá đây thì không biết là Con <laughs> nhận là mấy con này của mình nãy giờ cũng đi được tới quay 46 rồi mà mình búp đam trễ quá đây là kích hoạt chiêu nè trời ơi không biết là mình có ấy đó anh em thấy chưa như vậy là cái quay 46 nó easy luôn ha anh em thấy không đó thì uh, nói thì xài thì vẫn tốt nhưng mà rất là khó kiểm soát có một số con thì mình bấm sao mình bấm không hết đây nè tại vì mình không thể nào mà nhìn thấy hết được đó quay 47 này mình nghĩ là mình không kích hoạt được nữa rồi thì cỡ nào ấy đây khi mình kích hoạt thì có những cái sóng thần đâm sóng thần trâu máu này nè để nó lên thì nó ủi vô con quái thì tính ra cũng được cũng là khá khá đam đó đôi lúc là có những con mười mấy ca máu là nó chạy xuống thì uh, À, thì nó trúng cái sóng thần thì nó ừ, rồi ôi ngồi bình luận hăng say quá không bấm được chiêu rồi kích rồi thế là mình thua ở đây rồi anh em à thua rồi á cái này một con này nó chạy qua được rồi con, con nagato với lại riza không dồn đam nổi đây là phần này thua là do lỗi mình chứ mình nghĩ là đội hình này thì vẫn chắc là đi được tới quay 50 vẫn còn tốt đấy và còn đi tới quay 50 được như lại là cái địa hình khác nếu như địa hình những cái map tuyết này kia chứ cái map này thì cái địa hình nó không được um, tối ưu cho lắm À, rồi thì đây là cái um, đánh giá của mình về những cái con mà hero uh, 6 sao đó thì mình cũng đưa ra là những cái ý kiến riêng về cá nhân của mình còn ý kiến của các bạn như thế nào con mình có xếp hạng như vậy là có đúng hay không thì các bạn hãy vui lòng commenter bên dưới để cho mình thấy ý kiến của các bạn rồi thì mọi um, ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai xin cảm ơn gặp lại bye bye anh em nha